Tại Liên hoan phim Venice năm 2022, đạo diễn Alejandro González Iñárritu đã trở lại với bộ phim tự sự mang màu sắc sử thi, đó là Bardo. Phim kéo dài gần 3 tiếng thế nhưng xứng đáng cho những ai đã kiên nhẫn thưởng thức nó. Bộ phim Bardo kết thúc vào lúc đêm muộn 0 giờ 15 phút, tuy nhiên khán giả đã không rời rạp ngay mà đứng lại và dành một tràng pháo tay kéo dài suốt 4 phút cho đạo diễn Alejandro González Iñárritu và nhóm sản xuất bộ phim. Trước sự tán dương của người xem, đạo diễn phim Birdman đã ôm các diễn viên trong đoàn phim và rơi nước mắt. Bardo được đánh giá là bộ phim đầy tính chiêm nghiệm về cuộc đời, cuộc sống của con người. Thế nhưng mang màu sắc sử thi với những khung hình cực đẹp về thiên nhiên, về văn hóa của đất nước Mexico. Khán giả sẽ theo chân một nhà báo và nhà làm phim tài liệu trên hành trình trở lại quê hương với những câu chuyện mà họ đã trải qua, những vấn đề mà họ phải đối mặt để tìm lại bản ngã. Theo Variety, với thời lượng 174 phút, sẽ có nhiều khán giả chùn bước, không muốn đặt mình vào không gian chiêm nghiệm mà đạo diễn Iñárritu đã tạo ra. Tuy nhiên, phim được đánh giá là sâu sắc, nhiều tầng lớp và có thể giúp vị đạo diễn tài năng đoạt tượng vàng Oscar thứ 3 trong sự nghiệp sau Birdman 2014 và The Revenant năm 2015. Được chuyển thể từ hiện tượng văn học bán chạy toàn cầu với doanh thu đã vượt mức 15 triệu bản. Ra ngoài kia nơi loài tôm hát, dưới sự chỉ đạo của nữ đạo diễn Olivia Newman đã truyền tải trọn vẹn câu chuyện sinh tồn tuyệt đẹp nhưng cũng đầy đau đớn. Lấy bối cảnh vùng đầm lầy miền Nam nước Mỹ những năm 1960, cùng với phần nhạc có sự tham gia của nữ ca sĩ Taylor Swift, bộ phim được kỳ vọng rất lớn khi quyết định khởi chiếu ở tất cả các rạp trên nhiều quốc gia. Nhân vật chính của phim là Kia Clark, sống ở rìa thị trấn Vũng Buckley, cô bị mọi người xa lánh, cô lập. Kia bị buộc tội gây ra cái chết của Chase Andrews, một chàng trai nổi tiếng và kiểu mẫu của thị trấn. Luật sư của thị trấn là Tom Milton, tình nguyện bào chữa và cố gắng cứu Kia khỏi án tử hình, hé mở bí ẩn xung quanh cuộc đời vốn bị bỏ rơi từ năm 6 tuổi của cô. Nữ diễn viên Daisy Edgar Jones đã xuất sắc trong việc mang đến sự tổn thương và chất thép tinh tế cho Kia. Nằm trong số hơn 15 triệu người say mê vẻ đẹp hoang dại và đầy ám ảnh của Kia, nữ ca sĩ Taylor Swift, ngay khi nghe tin về phiên bản điện ảnh chuyển thể, đã viết bài hát Carolina trong một đêm để gửi tặng cho nhà làm phim. Không dùng âm nhạc điện tử hiện đại, Taylor chỉ sử dụng nhạc cụ để đem đến cho bài hát một cảm giác xa vắng như ca khúc Đồng Dao. Phim nhận về điểm số cao vút 9,1 điểm ở mục ý kiến khán giả của trang Rotten Tomatoes. Sau 4 năm kể từ bộ phim Hoa Du Ký, Lee Seung Gi và Lee Si Young đã chính thức tái hợp trong bộ phim mới mang tên Tiệm Cà Phê Luật. Bộ phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết mạng cùng tên vô cùng nổi tiếng của nhà văn No Sang A. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu hài hước, lãng mạn của cựu công tố viên thiên tài Kim Jung Ho và cô bạn thời trung học Kim Yoo Ri, một nữ luật sư nhiệt huyết, hơi lập dị và nóng tính. Cả hai gặp nhau sau nhiều năm khi Yoo Ri ấp ủ, mong muốn mở tiệm cà phê tư vấn luật pháp và lắng nghe câu chuyện của khách hàng với giá chỉ bằng một tách cà phê trong tòa nhà của Jung Ho. Tình đầu một lần nữa xuất hiện, kéo theo hàng loạt những tình huống dở khóc dở cười. Tiệm cà phê luật nhận được nhiều kỳ vọng của khán giả và giới truyền thông, không chỉ vì sự tái hợp của cặp đôi Song Lee mà còn bởi nội dung đặc sắc dựa trên cuốn tiểu thuyết ăn khách. Hơn hết, phản ứng hóa học ngọt ngào của cặp đôi từ đoạn giới thiệu đầu tiên càng làm tăng độ mong chờ cho người xem. Tiệm cà phê luật là một bộ phim hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tháng 9 này. Mới đây, các thành viên của Momoland đã cùng nhau xuất hiện tại chương trình thực tế sống còn The Second World do đài JTBC sản xuất để ủng hộ thành viên Joey của nhóm. Khi trò chuyện, Momoland bắt đầu chia sẻ về cảm xúc thật của bản thân và thừa nhận họ bị tổn thương khi chứng kiến hàng loạt tin đồn vô căn cứ về nhóm. Nỗi lo sợ gây ra bởi tin đồn và làn sóng chỉ trích dồn dập khiến Momoland đánh mất sự tự tin. Kết quả, họ trở nên sợ hãi mỗi khi đứng đối diện với khán giả. Sau khi hoàn thành màn trình diễn tại The Second World, Joey cũng thừa nhận cô sợ khán giả sẽ tránh né chương trình vì sự xuất hiện của mình. The Second World là chương trình được tổ chức để các rapper trong những nhóm nhạc nữ thể hiện tài năng ca hát. Thành viên chủ chốt của Shinee, Key, đã chính thức tái xuất với album thứ 2 trong sự nghiệp mang tên Gasoline. Trong buổi họp báo ra mắt, Key chia sẻ bản thân đã xây dựng album với cảm hứng lấy từ series kinh dị cổ điển thứ 6 ngày 13. Key đã tham gia viết lời cho 4 ca khúc của album, trong đó có bài hát chủ đề. Bản B-side Violent do Key kết hợp với Geno của nhóm NCT cũng thu hút sự chú ý. Anh chia sẻ mình đã trực tiếp ngỏ lời mời đàn em góp giọng trong album. Ca khúc chủ đề Gasoline là bài hát thuộc thể loại dance hip hop. Phần beat cuốn hút với tiếng kèn đồng và trống dồn dập thể hiện niềm tự tin và khát vọng.